Xin chào tất cả các bạn. Ở video lần này mình sẽ giới thiệu về cái thư viện math.h. Đây là một cái thư viện rất là phổ biến ở trong cái C. Đấy. Đây là math nghĩa là gì? Math nghĩa là cái thư viện chứa các hàm toán học. Đấy. Bản thân cái từ math này, math chính là cái môn toán đấy. Đấy. Là chính là cái thư viện chứa các hàm toán học. Đấy. Ví dụ ở đây thì mình đưa ra một số cái hàm trong cái thư viện math.h này. Đấy. Đầu tiên là ABS, tức là cái tính cái giá trị tuyệt đối của cái số nguyên x. Ở trong đây thì mình cái biến x này là cái kiểu quyền. Tiếp theo là cái hàm FABS này. Đấy. Trong biểu thức ở trong mặt của nó là một cái biến x cái kiểu có kiểu là double, là kiểu số thực đấy ạ. Này, ở đây các bạn cũng có thể khai báo là kiểu float, nhưng mà kiểu ở double này thì như một cái video mình đã giới thiệu ở những cái bài trước thì kiểu double này nó sẽ chính xác hơn là kiểu float. Đấy. Thì cái FABS này thì nó tính cái giá trị tuyệt đối của số thực x. Đấy. Tiếp theo là cái hàm random, tức là nó sẽ in ra cái cho ra cái số ngẫu nhiên từ 0 đến cho n trừ 1. Đấy. Với n ở đây thì mình khai báo nó là một cái biến nguyên. Đấy. Rồi, tiếp tục là cái randomize. Đấy. Đây là một cái hàm để khởi đầu cái bổ tạo số ngẫu nhiên. À, nên là ta phải cái chạy cái hàm này trước khi dùng cái hàm random này. Rồi, tiếp theo là một số cái hàm ở trong cái lượng giác. Đấy, đầu tiên sẽ là code. Thì kiểu của cái biến nó phải là kiểu double. Đấy. Và tương tự như thế thì để tính sin, tính tan. Đấy. Rồi tiếp theo là cái tính e mũ của x. Đấy. Thì e mũ thì nó viết là exp. Đấy. Kiểu của cái biến nó là kiểu double. Rồi tiếp theo tính cái logarit tự nhiên của cái biến x đấy, tức là ln x ạ, viết theo toán học. Rồi tiếp theo là power kép đấy. Ở đây thì nó sẽ tính cái y mũ, ở đây mình khai báo này double x đấy. Các bạn đã thấy ở trong cái dấu mốc này thì mình sẽ khai báo sẽ có hai cái biến x và y đấy. Và nhiệm vụ của nó là tính y mũ x đấy. Và chú ý rằng y mũ x và cũng có thể tính được theo cái công thức là y mũ x bằng exp đấy. Đấy. Y nhân cho log x đấy. Đây là một cái công thức toán học đấy. Chắc chúng ta đều biết đấy. Tiếp theo là cái công thức cái hàm sqrt để tính cách căn bậc hai của cái biến đấy. Thì đây là cái cú pháp của nó, sqrt double x, kiểu của nó sẽ là kiểu double. Đấy. Và chú ý rằng căn bậc n của một số x và cũng có thể tính theo công thức po với kép mở ngoặc x mở ngoặc số 1 trên n. Đấy. Và tiếp theo là cái hàm plot double x này. Thì cái hàm này thì nó có chức năng là nó cho ra cái số nguyên lớn nhất dưới cái x này. Ví dụ x là 8.6 thì cái số nguyên lớn nhất của nó sẽ là 8. Đấy. Tiếp theo là cái kiểu sail. CEIL đấy. Đấy. Đây là kiểu tính ra cái số nguyên bé nhất trên cái biến x này. Đấy. Cái biến x này mình khai báo là cái kiểu double. Đấy. Thì để cho nó tổng quát thì mọi cái biến mình đều có dùng cái kiểu double. Đấy. Nhất trên x. Và ví dụ như đây c thì nó sẽ bằng 9 đấy. Rồi trên đây là một số cái phần giới thiệu về một số cái về cả số cái hàm trong thư viện math đấy. Thì qua cái phần này thì các bạn có thể đã một cái phần nào hình dung được cái thư viện math là gì và những cái hàm trong cái thư viện math đó, đúng không ạ? Rồi thì về chi tiết những cái hàm đó như nào thì mình sẽ
giới thiệu ở những cái video lần sau. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi.